cả nhà. Sáng hôm nay Minh Nguyễn sẽ đi về quê của em Johnny Minh Nguyễn chơi. Là cách đây 1,5 giờ lái xe thì mình có đặt báo thức nhưng mà nó không báo luôn mọi người. Cho nên mình đã thức trễ, cho nên phải canh thủ chạy đến đây để tập kết với mọi người gia đình mình và đi. Ngày hôm nay Minh Nguyễn sẽ quay cho mọi người xem nha, Minh Nguyễn chơi cái gì, làm cái gì, ở đâu nha. Rất là vui luôn, ngày Giáng sinh, ngày holiday giống như ngày năm mới em mình gì đó, tất ta đó mọi người. Mọi người hãy đón xem nha, Minh Nguyễn sẽ làm gì nha. Let's go. Minh Nguyễn đang ở cái thành phố gọi là Tisovara. Minh Nguyễn cũng không biết là mình có đọc đúng không, tại hồi nãy mấy anh em nói là cái tên đây nó rất là khó đọc với người nước ngoài. Cho nên chắc là Minh Nguyễn cần phải xác nhận lại với mấy người anh em của mình và cần sự trợ giúp của anh em khi mình nói cái tên của cái thành phố này chính xác nhất. Ok, go. Bro, let's go. Hello everyone. How to call this city name, you know? Correctly. This city is in countryside and the name is Tisavivarš. What does mean Tisa, the river, new city. All right. Thank you, bro. Welcome everyone. Kusunam Seppen. Cheers. I want to say that again, like Tisavivarš. Tisavivarš, correct. It correct? It's correct. Thank you, bro. Người Anh của Minh Nguyễn có nói là thành phố này trước á, được gọi là Lenin, một trong những cái tên của nước Nga. Thành phố này là khá đẹp và yên bình, cũng nhỏ thôi chứ không to lắm. Và mình đang ở nhà của em Donny. Đây là phía bên ngoài. Đây, mọi người thấy không? Đây, mọi người thấy không? Đây là cái hình của mẹ em Donny nè. Đây là phía ngoài nhà của Donny. Hôm nay mọi người tập trung rất là đông đủ, trên dưới khoảng hơn 10 người á. Chúng tôi sẽ ăn uống, vui vẻ, chia sẻ nhau nhiều câu chuyện trong một năm qua. Những cái ngày này ở châu Âu á, nó giống như là Tết ở quê mình vậy đó mọi người. Mọi người quây quần bên nhau, ăn uống, chia sẻ, nhậu nhẹt. Ai không nhậu được thì mình uống juice, các loại nước uống nhẹ thôi. Bên ngoài thì đường xá vắng vẻ vậy đây, cây cối thì nó rụng lá hết rồi. Những cái nơi mà Minh Nguyễn đã từng sống ở Hà Giang, nó cũng sẽ là một cái ký ức rất là đẹp của Minh Nguyễn. Ngày hôm nay Minh Nguyễn đã trở lại châu Âu và bắt đầu cuộc sống mới của mình, làm ăn sinh sống và phát triển sự nghiệp. Minh Nguyễn rất là cảm ơn những người bạn, những người fan, những người đồng nghiệp luôn theo dõi và ủng hộ cho Minh Nguyễn. Mọi người hãy chờ đón xem New Things, New Minh sẽ có những cái gì nha. Mọi người bây giờ ăn uống xong rồi cả nhà ơi. Giờ là chúng tôi nói chuyện, uống rượu với nhau và đi vòng vòng đi bộ. Vừa rồi là vừa mở quà, tiết mục mở quà của tất cả mọi người, không tiện mình quay. Đây là cây thông Noel nè. Cái chân này những món quà. Merry Christmas! Merry Chrysler! Yay! Morning mọi người. Đêm qua Minh Nguyễn đi với mấy anh em tới 2 giờ sáng luôn mới về. Thì sáng nay thức dậy khá đau đầu, khá là mạnh luôn. Và bây giờ mình cùng với chú Tuki với mọi người ở đây nấu thịt lợn gừng của Hungary. Giờ quay cho mọi người xem nha. Molly thích quá trời rồi. Có bạn rồi. Hello chef. Hello. Cooking. No, yes, no. Yes. Okay, what are we gonna do right now? Đó, mình có chút thịt lợn nè mọi người. Thịt lợn rất là ngon luôn. Chú Tuki là đầu bếp người Hungary. Nó ăn rất là ngon luôn cả nhà. Hôm nay chú sẽ dạy mình làm một số món Hungary, để sau này Minh Nguyễn có thể giao thoa được cái đồ ăn của Hungary và Việt Nam nha. Trái tim. Cắt trái tim ra. Ra làm đôi.
Can you speak Vietnamese? What is to see? Uche eritek. Sia tuki. I'm sorry. I'm sorry. Phải coi lại, bài, quên bài, rồi. Sorry. Bữa mình có chỉ chú câu tiếng Việt. Quên bài. Xin xin chào tôi tuki. Igen. Đô la min. Igen. Đó là mình. Trump fan, Trump. Chúc sức khỏe. Igen. Barbecue. No. Cooking. Mình không có nói được tiếng Hung, chú không nói được tiếng Anh cho nên bắt buộc là phải dùng Google đó mọi người. Google. Igen. See, you see, you see. Here, here. Here you move. Okay. Moving. Moving. No. Go. See? See? It. Always follow you. Why? Bread, why? Igen. Cái thịt heo này là sẽ hầm với rượu vang đỏ mọi người. Ok, Igen. Let's go. Let's cooking. Do you need help? No. Igen. Cooking. Igen, Igen. Chúng ta sẽ nấu bên ngoài mọi người. Hầm một nồi thịt lợn, hầm vũ vang đỏ. Cùng cả nhà ăn. Butter. Ngoài cái bắt đầu sắp xếp để nấu. Dạ. Mẹ dùng kịp sao đó, có được không? Dạ. It's so something. What happened? What is that? Igen. Cooking. Hút xì gà nấu ăn. Đỉnh chưa? Quá là đỉnh. Let's go. Follow Chef Tuki. Hãy xem chú Tuki sẽ làm gì đây. Let's go. Còn này nữa. Mình đem ra luôn. À! Hai đứa nhỏ này quậy quá. Chef. Igen. Xin vé xe. Đó, bây giờ đốt lửa đây. Most vigyázz be, live van mindenki. Most nagy főzőműsort indít a... Ne várj! Amin. Gyere, dob lửa lên. Chúng ta sẽ hầm đồ ăn ở đây. Như cách ngày xưa người ta hay nấu ăn. À, chú Tuki mà. Ngầu không? Hút xì gà nấu ăn luôn. Quá dữ. Quá ngầu. Quá cool luôn. My family. Igen. Igen. Hết luôn. Hết nguyên một bát to luôn. Chú thêm lửa. Nó nóng hơn.
quá thơm luôn mọi người ơi. Đây là một trải nghiệm thú vị của Minh Nguyễn là để học món ăn bản địa của người dân Hungary nè. Và những dịp Giáng sinh, những ngày lễ đặc biệt ở đây. Ngầu đét. Uống bia luôn, chúc sức khỏe chưa? Chúc sức khỏe. 100%. Tưởng đâu là để nấu chứ ông về ông chú ông uống. Đây, mọi người nhìn qua nè, đây những cái nguyên liệu thêm nè, cà chua nè, ớt paprika bản địa nè, thịt lợn gừng nè, còn mấy cái này muối rồi nè, ớt bột paprika nè, bột gừng vui lum hết nè, tiêu đen nè, boroca, boroca bojo, boroca bojo, tương cà. Delica. Đây là ớt bột mà chắc loại cay quá. Này tiếng Hung. Feke. Teprop. Ông chú đang dịch cho mình coi nè. Juniper berry. Gia vị đặc biệt của Hung. Thơm phức luôn. Nấu đúng kiểu truyền thống luôn. Nấu bằng củi lửa thôi. Perfect. Thêm một tí bột tỏi vô. Sau khi đã thêm bột Erika, paprika Hungary nổi tiếng thế giới. Nó ăn kiểu gì nó mới sướng nè. Nước. Lá nguyệt quế nè, bay leaf. Quá thơm luôn. Ông chú lại uống bia tiếp. Tưởng đâu đem bia ra nấu, ai vậy ông chú đem bia ra uống. Ok. Ôi ôi, khó quá. Sivashe. Cái này đi, cho nó tỏ lên. Bỏ này nó ướt nãy gì, gì nó khói. Đủ cái loại nấu cho nó hoành tráng nè, xịn sò luôn nè.
sao đâu. Bây giờ cái màu nó lên đẹp lắm đó mọi người ơi. Thơm nữa. Đặc trưng cái mùi ớt bột paprika luôn. Lá nguyệt quế bột tỏi luôn nè. Một số cái mùi thơm đặc trưng của món Hungary nè. Đó. Hầm lên. Đỏ vàng đẹp không? Giống như cái sườn hầm đậu của Việt Nam mình không? Ở đây nó có mùi khác biệt hơn nha. Đó. Đây là chúng tôi đang làm một cái loại nước uống. Từ rượu vang đỏ quế nè. Hoa hồi nè. Đinh hương nè. Vỏ cam nè. Đường nè. Gừng nè. Mùa đông thì bên đây người ta hay uống cái này. Nhất là vào cái mùa Giáng sinh đó mọi người. Đó là một cái thức uống không thể thiếu. Đố cái lò này vừa ấm mà nó vừa giữ nhiệt tốt. Giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nấu một chút là ông ra ông hút thuốc hút chú ông hút xì gà liền à. Quá đẳng cấp. Chú Tuki này là với mình là quen nhau trên dưới 10 năm rồi nha mọi người. Giống như gia đình thứ hai của mình ở Hungary vậy đó. Đó. Thì miếng củi vô đây. Ngày xưa mình biết chú Tuki lúc đó mình có 20 tuổi à. Qua nhà chú cũng được chú cho ăn những cái món Hungary nhớ hoài luôn. Chú Tuki là một đầu bếp chuyên nghiệp người Hungary nha. Chú nấu ăn từ nay cũng mấy chục năm, 20-30 năm mà ít gì. Cái không gian nấu ăn này của chúng tôi đây. Mọi người cùng coi qua nha. Gì vậy? Let's go. Chú kêu coi gì nè. Nè. I know. I make it in Denmark. In Denmark, I make it. Igen. Yeah. Hồi đó mình ở Đan Mạch mình có làm cái này thường xuyên cho khách mình uống vào mùa Giáng sinh lắm mọi người. Chú định chỉ mình nhưng mà mình cũng biết sơ qua cái món này. Ở Đan Mạch thì nó có để bỏ thêm cái nho khô nè, hạnh nhân nè, nó giả nát ra. Nói chung là tùy sở thích của mọi người thôi. Nhưng mà cái điểm chung của nó là sẽ là rượu vang đỏ nấu lên. Ở bên đây thì dân châu Âu thì người ta không có ăn nóng luôn nha. Thường thì uống hay là ăn súp hay là ăn cái loại món ăn mà nó có nước á. Thì ấm ấm thôi. Dù là mùa đông lạnh cỡ nào lạnh. Nhưng mà cái cấu tạo da miệng của người châu Âu á. Nó mỏng lắm. Nó khác với người châu Á. Mình không thể nào húp một cái nước súp mà nó 100 độ. Hay 90 độ cũng không được, nó phải 75 độ thôi. 70 độ. Hoặc có thể là 60 độ. Đó, thì người ta mới cảm thấy là người ta không bị nóng, bị bỏng. Giờ cho nước vào. Đây, quậy nè, siêu quậy nè. Siêu quậy Molly. Molly quậy lắm á. À. Quậy dữ lắm á. À. Do đó ngồi đó. Ừ. Ừ. Trời 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 ơi, rồi quay mày luôn nè, mày sợ hả, mày chạy hả? Mặt như con mèo.
bây giờ được thử rồi mọi người. Chú cho anh thử. Miếng nước. Sorry mọi người, nghe khói nó bay cho nên bị ao nét hoài. Mọi người thông cảm nha. Đó. Thử nè. Thử nha mọi người, mời mọi người nha. Thơm. Yo, phi nồng. Yo, phi nồng. Phi nồng tiếng Hung là ngon lắm. Đậm đà, thơm cái kiểu thanh nhẹ, nhẹ nhàng. Mùi ớt, vị ớt nó thoang thoảng, không cay. Mà nó hòa quyện với lại cái vị của hành tây. Rồi rất nhiều cái lá thơm trong đó. Những cái loại hạt thơm. Thịt heo nó ra cái nước ngọt nữa. Rất là đặc biệt. Thì món ăn của Hung là có rất nhiều món ăn từ thịt heo nha mọi người. Hay gọi là thịt lợn. Tại vì ngày xưa Minh Nguyễn có nói trong cái clip trước ở quảng trường Anh Hùng á, mọi người muốn biết thì bấm vô cái link ở phía bên đây thì coi lại cái clip hồi đó Minh Nguyễn đã làm về quảng trường Anh Hùng. Ôi giời, khó quá. Mùa đông mà nấu ăn kiểu này thì quá là tuyệt vời. Còn gì bằng nữa ha. Nhà bà cô thử ạ. Gật gù gật gù rồi. Để cái nắp lại cho nó chín lại nè. Thịt này hầm chắc khoảng 3-4 tiếng luôn á. Không, chắc không tới đâu. Thịt này thịt lợn rừng mà lợn cũng không có già lắm. Cũng nhanh mềm thôi. Trời, cái này ăn với cơm mà trời lạnh lạnh thì còn cái gì bằng nữa đâu. Khung cảnh phía sau nhà nè mọi người. Cây lá nó rụng hết trơn à. Mùa đông mà. Phía sau này Minh Nguyễn cho mọi người coi. Mấy cây dây leo này thì nó sinh tồn được ở đây cho nên nó không có bị rụng. Được phát triển tươi tốt. Phía sau ở chỗ vui chơi của mấy em thiếu nhi. Dùng đất châu Âu thì nó cứ yên bình đẹp kiểu này, kiểu thanh cảnh nhẹ nhàng. Không có đao to búa lớn. Trời thì trong xanh. Chim thì trao lượng, con người thì đang nấu ăn. Chú đang nấu rượu vang để uống nè. Vô quen chú à. Chú coi ông chú làm cái gì nè. Vẫn đang nấu. Nấu cho nó bay cái cồn biết thôi mọi người. Cứ để lửa nhỏ nhỏ, nó ngọt ngọt. Nó thơm mùi rượu vang đỏ. Với lại quế hồi nè, chanh rồi nè, cam chứ. Sau một hồi Minh Nguyễn đi tắm thì nồi cháo heo, ý lộn, nồi heo hầm cũng đã hoàn thiện. Pretty good. Cho Minh Nguyễn thử luôn. Nhom. Ngon mọi người. Thơm phức luôn. More your phenom. Thank you. Rồi, gió quá. Chef Tuki. The best. Đây đổ nước uống nè, vang đỏ nè. Yay. Nhìn rất là ngon. Rất là ấm áp. Rất là tuyệt vời. Một kiệt tác. Nói chứ những ngày mùa đông gì mà được nấu ăn bên gia đình ở cái đất châu Âu này tuyệt vời lắm mọi người. Chúng thôi á, ngày xưa đi làm á, lủi thủi có mình. Người thân đâu có nhiều người mình quen biết đâu. Nhất là những người bạn Việt Nam mình mà đi qua đi làm á, cuộc sống họ rất là cô đơn. Cho nên Minh Nguyễn khuyên á, nếu sống ở đâu á, mình có được cái sự gắn kết ở với cái cộng đồng đất nước đó là mình phải học cái ngôn ngữ.
và ít nhất là mình phải hòa nhập được với cái văn hóa bằng cái món ăn, bằng cái tình yêu thương. Nói chung là rất nhiều cách, chứ không chỉ là chúng ta biết người đó và biết nói chuyện người đó. Nó rất là nhiều cái, mọi người thấy không? Chú Tuki với Minh Nguyễn quen nhau gần 10 năm rồi mà đâu có nói chuyện với nhau được nhiều, nhưng mà vẫn rất là quý nhau, thương nhau luôn. Coi nhau như là người trong một gia đình vậy đó. Wow, trời rồi bữa nay, trời khá lạnh. Nhưng mà tình người rất là ấm áp mọi người. 10 minutes, 10 phút nữa chú nói là sẽ nấu xong. Rồi mình sẽ ăn. Quá ngon luôn. Quá là lạnh luôn. Thế nữa mình Nguyễn sẽ quay cái tác phẩm của chú Tuki cho mọi người xem nha. Ngày hôm nay là một ngày rất là may mắn, Minh Nguyễn được học thêm một món ăn mới, món ăn truyền thống cổ truyền của người Hungary. Mà Hungary với Việt Nam chúng ta là có một cái nét văn hóa khá là tương đồng về hệ tư tưởng, về món ăn, về những tập tục, về tính cách con người nữa. Hay lắm mọi người. Nếu mà có dịp thì xin mời mọi người đến thăm đất nước Hungary xinh đẹp để mà du lịch nha. Beautiful color. Chứ hôm mười hành cái đó không thấy bỏ bánh mì tuyệt vời luôn. Đây đó hôm đấy bún cho hành, nhưng mà hôm đấy thì nhiều ớt với cả cà chua hơn. Dạ, có thể bị cà chua Nếu lần nào có ít phần nào không vậy? Anh em muốn tôi ăn bún chấm kì. Cocktail, between Oceania and Oceania. Oh, this is all of you. Oh, no, no, no.